Ông bà cho quá thì hôm nay Bi để đến Bi nói sư bà sư cô đem để người ta tưởng cúng gì người ta không dám uống sao đem vô cho chú Tiểu phía sau nè. Nè đi với tụi anh luôn nè, đi. Nè anh xách vô nè, đưa cho chú Tiểu đi, em mua cho em. Đi vô luôn. Cầm. Cầm đi. Trời ơi. Nè, nói sư cô đưa cho mấy chú Tiểu em đưa đi. Em mua anh đưa đi. Bữa sư cô rồi định nhận Bi làm đệ tử nha mà. Nên đưa Bi đưa cho. Đi tại nhà sư cô có mấy con hổ nó đeo cái gì vậy Bi? Mấy con này con gì nó đeo cái gì vậy? Nó hả họng kìa. Đi. Đấy, sư cô tụng kinh luôn kìa. Đó, sư cô tụng kinh đó có chú Tiểu rồi. Đưa em đưa đây không có sư cô. Em kêu chị ơi hay cô ơi đó đưa chú Tiểu cho sửa chú Tiểu uống. Kêu đây đó trong đó bước vô à, Bi gặp ai à hôm nay có sư à sư hơi sư cô kìa sư cô nằm giường kìa sư cô ơi à, đi cửa trước rõ ở đây có kinh có tiếng kinh cô không có nghe sư cô quá em vô kìa Bi ra à, đây đây sư cô quá à, thấy em quá em vô nè rồi để sư cô dạy tượng Phật cho em biết tượng Phật tượng gì để kêu trời đi vậy để Bi có đốt cây nhang gì không sư cô vô hăng thôi Bi sư cô ra kìa Bây, sư cô quá, em vô kìa. Xem cho sửa chú Tiểu rồi, sư cô muốn hỏi thăm em coi có bớt bệnh gì không. Nay đến thăm, nó muốn đến thăm sư cô á, coi chật kẹt tay con. Đó, sư cô này cắt cái chùa lại đẹp không kìa Bi. Sư cô quá, em vô kìa. Sư cô mở cửa kêu em vô coi em sao kìa. Đi đến đây mới tỉnh táo lại được Bi. Đó để nón đúng rồi quên đó anh Bi hay á ta chuyện này anh quên không để ý nữa vô chùa đâu được đổi nón đâu à Bi đi toilet đây chùa sư cô hôm nay đập ra rộng ghê ta ok đó sư cô quá kìa sao Bi đốt cây nhang đi về nè đến đây mới đốt nhang Bi cúng sữa anh không đốt nhang ai sao ăn được này Dư hỏi sư cô cho con cây nhang đang đốt nhang về để em xin cô cây nhang đây chùa xây sắp xong rồi hả sư cô? Dạ dạ thôi được rồi. Nó tới mấy phần mình chưa xong mà. Ở vừa rồi cái chị Cần Thơ bả liên hệ sư cô có lên chùa coi. Có lên rồi coi. Nó mới làm con gốc nè, còn ba gốc nữa là ngon. Gốc này, gốc bên kia rồi gốc dưới này này chi, ba dạ. Gốc nữa. Ủa, con đi đâu bữa nay? Con Bi nói nhớ sư cô mua hộp sữa cho mấy chú Tiểu rồi nó ngồi quả kìa. Thôi để cô đi ra ngoài ha. Dạ. Này vô tiền em cúng dường sư cô nè anh đi cúng luôn đi em đưa chứ anh đưa còn gì nói cho em để em cúng sư cô anh bây giờ anh không có cho tiền là người tu cho em muốn làm gì làm là đó em muốn cho sư cô cho đó đi vô mua lấy ê cái này anh cho em khác nha còn cái này là đưa sư cô vô mua lấy cây nhang đi sư cô đang thay đồ ra đứng đây đây sư cô ra nè không cần đi vô nữa sư cô nói vô ra muốn gặp em kìa đưa sư cô kìa nhé ở đó nó bay đó bay á nè đưa đi
đứng đây đợi sư cô ra kìa. Sư cô nói là đợi sư cô ra nói chuyện em chút rồi đi. Phải cần vô chùa cũng được nữa. Mấy mốt bị đến đây bị làm công quả đi. Đây thấy làm công quả được. Nè. Đợi sư cô ra cầm đi. Không em đưa cho chú tiểu uống sữa rồi kìa. Để đó nó bay đó Bi ơi. Đó con bé quá em vô luôn kìa. Quát vô luôn kìa nó không. Rồi đi đi đi, đi vô tụi anh luôn nè, đi. Đó cô duyên sư cô mà cứ né sư cô hoài hoài. Đến xăm cô vô cũng 4 5 lần rồi ít giỏi vậy Bi. Cũng nhiều quá trời rồi đâu quen không mà. Hừ quen không à. Hàng xóm sư cô mà không đến thăm sư cô. Đó sư cô đó, hỏi sư cô khỏe không kìa. Đó hỏi đó chị. Anh hỏi á, anh tôi không biết gì. Nó hỏi chị. Dạ không khỏe không? Còn Bi cô hỏi em khỏe không kìa. Bữa nay cô đi thăm cô hả? Chút dẫn nó vô trong trong cái thùng tam bảo cho nó bỏ thùng tam bảo đi rồi. Rồi rồi cô chỉ đi nhà. Đi xe chùa. Dẫn nó vô trong tam bảo đi. Con đâu biết thùng đó đâu, cô dẫn đi. Cô dẫn nó vô chùa đi. Cô chị vô thùng tam bảo chị làm ba lại đi, chị chịu. Dạ 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 dạ. Đó sư cô hỏi kìa, hỏi xăm cực không khỏe không? Nay đi ngang sư cô nhắc mua sữa cho em bé nè. Dạ. Nó nói là à, Bi biểu anh lại hả? Thôi Bi lại đi. Không cô, có mẹ nó đi bán số tối ngày à. Lại khi cô hỏi chuyện kìa. Có, em chỉ trả lại cho cô em. Lại Bồ Tát chứ lại con chi. Ý nó không chịu hả? Dạ. Không chịu lại Bồ Tát hả? À, như lần trước nó lại mà hả cô hả? Ừ. Hôm nay không có thợ xây hả cô? Hôm nay chưa nay. Dạ. Mày móc lên đây làm công quả nè, tính nhanh đi là làm công quả. Vào lỗi em vào đó gì lẹ đi chứ về. Về chưa? Nó nói không có nhang, cô nãy nó muốn thắp nhang á mà nó nói không có nhang. Nên thắp đi con. Thôi lại tay cũng được. Nhang nó dẹp ở đâu ra trong đây nè. Có nhang chứ, không có. Nhang à, mấy anh cách vô trong đây nè, con vô kiếm coi. Có được rồi. À, cô không có vô trong đây lôi ra được. Dễ dễ đâu. Rồi em nói chuyện sư cô chút đi, phải chờ sư cô đi rồi về. Ừ. Chưa chào biểu anh về sao được. Ừ, sư cô ra đây tiếp em à. Sư cô đã từ đó ra tới đây tiếp em mà ngồi. Cái chỗ nào ngồi đi, qua bên đây ngồi nè. Dạ dạ qua đây ngồi nó mát, sư cô đi Bi. Đi ăn chó tiêu cơm cái này đi. Ừ, ngồi. Chưa ăn cơm chưa? Dạ rồi dạ rồi. Dạ rồi. Ăn cơm ở đâu? Ăn ở cái quán mà hổm á cô, cái quán mà hổm gặp cô á. Rồi. Vô đây con. Cho để cho nó chơi đi. Vô đây mát quá trời nè. Ừ, vô đây mát rồi. Bữa nay hầm quá ha. Cái đất này có cô luôn hả? Rồi, của cô bác hình xóm ở đây nè. À. Cô để đồ két đâu chứ. Trời, cô ở đâu ra.
Đây mát quá trời nha. Rồi đây con. Đó rồi mà kìa. Ở đây không có ghế. Ngồi ngồi tâm sự sư cô kìa. Ngồi đi con, ngồi ngồi đi. Vậy là mẹ đó cũng phải bán với số dạo nữa con. Dạ. Bán ở đâu? Bán vùng nào? Bán ở chợ chợ Thuận Đạt á cô. Chợ gì? Chợ Thuận Đạt dưới đây nè. À, hồi xưa cô bán cái số dạo 3 năm đó nha. 3 năm á, năm đó cô nhớ là năm đó cô hai mấy tuổi. Cô bán số dạo. Lúc đó cái duyên cô phải bán cái số dạo. Mà trong thời gian cô bán số dạo đó cô mới thấy nghe nhiều câu chuyện. Bê lại đây ngay sư cô chỉ cách phát lên nè. Hồi xưa sư cô bán giấy số, giờ có đất có chùa nè. Nói tầm 7 nhá. Quên, có người hiến đất có giờ có chùa gọi là tạo phước nè, lại đây tạo phước nè. Đây con. Dạ, mới ngồi gần sư cô vậy. Cô bán giấy số dạo là cái duyên. Cô sanh ra là 5 tuổi là cô làm việc rồi. Cho nên là cô làm cái này mấy năm, cái kia mấy năm, cái nọ mấy năm. Tất cả đều mấy năm hết. Nhưng mà qua Tết à, không biết là cô bán cơm chay nổi không? À, cô bán cơm chay ha, quy phụ cô bán cơm chay rồi bị được không bị? Đi không? Cô mở quán cơm chay con bán ha. Bị. Cô nói chuyện đi cô, để quay nó phía sau. Con nói đi, con nói gì với sư cô đi con. Để em nói chuyện với sư cô xíu đi em. Nói đi con. Rồi cô, sư cô định mở quán cơm chay ở đâu? Ở đây nè. Ở đây luôn hả? Đây chứ đâu. Rồi mốt con dắt con Bi ăn cơm chay mỗi ngày luôn á. Chịu ăn cơm cho chay con Bi. Làm công quả đi. Chịu không? Con chịu làm công quả không? Chịu mà Bi hả? Chịu không con? Chịu chứ. Nên đi bưng hủ tiếu nè ha. Bưng cơm rồi chạy rồi ha. À, cô nói qua sang năm cô mở không biết mà mở nổi không? Cô không biết nữa nhưng mà chắc chắn là phải mở. Tại vì đông đứa đó nó làm nó không có công việc làm đó. Chắc cô phải mở quán cơm chay. Trước kia cô có mở cơm chay ra ở đây chắc được mấy tháng năm vậy đó, cô không nhớ. Nhưng mà cô mắc bệnh cái cô nghỉ. Bây giờ đông đứa quá, chắc cô phải mở cơm chay để cho tụi nó làm việc chứ lấy gì làm việc. Dạ. Ừ. Rồi cô mở đâu, cho đất đâu cô mở? Ở đây nè. Bán chứ bán cái bên hông chùa luôn hả? Ờ. Bi mốt đi ăn cơm chay ủng hộ sư cô nha Bi. Bữa nào mà mẹ bế mà không có tiền á, không cho quên cho em tiền ra đây ăn cơm chay thiếu của sư cô bữa nào anh ghé anh trả. Mẹ đó đâu có cần gì đi tới đây ăn cơm chứ có gì đâu mà phải ăn cơm thiếu. Nghe mày thấy thương vậy. À, mẹ bé này nè là mẹ đi bán rồi phải kiếm tiền nuôi bé đó hả? Dạ. Rồi có anh em gì không? Nó có em trai cô. Em trai nó bình thường không? Em trai bình thường mà còn nó đang mới lớn ăn học. Ừ. Nhưng mà nói chứ bán vé số bây giờ đó thì có ăn hồi xưa đó. Có hồi thời cô bán vé số nó nghèo lắm. Vé số mà cái so với đồng tiền bây giờ nó không có bằng. Mà tuy nó bán nhiều nhưng mà lời ít lắm. Còn bây giờ cô thấy bất ít mà lời nhiều. Bây giờ tụi nó có được lợi thế vậy đó. Dạ. Yeah. Bị có nhắn nhủ sư cô không kìa? Nó thăm gì với sư cô không? Đi con. Nó có thiện cảm với cô đó. Có duyên không? Có duyên. Hôm nào có quán cơm chay dắt đến đây cho nó ăn với nó phụ rồi tự gì phụ. Sao đâu. Anh nói sư cô nha, bây giờ nào mà có đói bụng mà mẹ bế quên cho tiền em ra đây ăn cơm đi, nói bữa nào anh giờ ghé trả sư cô. Đi bộ đâu có được đâu, tụi con phải chở cho tụi con. Nó hay chơi game cũng gần đây nè cô. Chơi game hả? Rồi tụi con có làm ăn gì không? Dạ, tụi con ăn nhiều hơn làm. Rồi bữa hôm nay bên YouTube con làm việc được không? Cũng đỡ cô ơi. Đỡ. Còn kênh con cũng coi chưa ổn. Giờ quay sư cô rồi con có con có nhiều người xem không? Sư cô đâu phải là người nổi tiếng đâu. Cô đâu có nổi tiếng đâu mà lên YouTube của tụi con mà đông khách được đâu nhá. Cô là người bình thường thôi. Chỉ con quay phim mà đâu có lợi gì đâu. Đúng không? Có lợi không? Dạ. Có đông người coi không? Cũng không cô, cũng đâu đông đâu. Hả? Thì
thôi, vì chúc con lúc nào YouTube của tụi con cũng đông, nhưng mà tụi con phải sống tốt vì nhân cách, đúng không? Đạo đức tốt thì cái gì nó cũng tới được, tốt được hết á. Mà đạo đức mà xấu thì cái tốt nó không đến với mình, phí lắm. Con chỉ có lời nói đó thôi. Bi có cái lời gì nhắn nhủ với sư con người đi con đi đây con đi cho đi lại ngồi kế bên sư con nè nha. Sao vậy? Nhưng mà cô nói ở đây là tất cả là duyên nghiệp hết, tất cả đều duyên hết. Cô cũng muốn hồi xưa con đi tìm sư cô á, con mới gặp con bé này. Con nói thiệt, cái thời mà lúc mà cái rộ lên ngay mộ nghệ sĩ ông Vũ Linh á, con đi tìm sư cô nè, cuối cùng gặp bé này nè. Gặp bé này hả? Dạ đúng rồi. Còn đứa nữa. Còn đứa nữa hả cô? Còn đứa nữa, con ở vùng đó đó. Vậy hả? Đó, đứa đó bệnh hơn con bé này nhiều nữa. Thì sao con ở đây lâu lắm mà con không thấy con bé đó ta? Ừ, con bé đó nữa. Hai đứa nữa. Bi biết bé đó không Bi? Chắc có duyên á, hồi xưa là con đi tìm sư cô trước chứ không phải tìm nhỏ này, nhưng con nhỏ này ngồi lang thang ngoài đường vậy nè. Bắt đầu sau này con mới phát hiện được, khoảng mấy lần sau mới phát hiện được nhà sư cô đây. Là dắt nó vô xăm sư cô. Em phải nhà sư cô, cái chùa của Phật phải chẳng có sư cô, nha không? Sư cô không có nhà đâu nha. Sư cô ở đương cửa nhà của Phật. Cô làm gì có nhà, con tội chết nha. Đi đây con, đi. Đi lại ngồi với sư cô nè. Lại ngồi sư cô, lấy hơi sư cô rồi về kìa. Lấy hơi gì? Đi lại đây nó nói chuyện với bà sư cô. Cho tinh tấn lên. Nha. Nha. Rồi em nói gì lời sư cô lời cuối đi về. Đi đây con. Sư cô con về. Con vô con lại Bồ Tát đi. Con có duyên với Bồ Tát đó. Phương chư Phật Bồ Tát dẫn cô về chùa xuất gia, cho nên cô mới có tên là Tiểu Ni Diệu Hân. A Di Đà Phật. Nè con, mà con phải nghe lời cô, phải thả người nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ với cái tư tưởng của con có thả gì không thả cũng thế, nhưng mà cô cầu chúc cho con có sự an nhàn trong cuộc sống nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ con chào sư cô. Cái an của cô đó mà nó bị cái gì vô nghĩ đi đó, là trong tâm nó có tốt đó nha. Dạ dạ Phật. Thì thôi cô cũng cầu mong cái YouTube cho tụi con đầy người xem, cho tụi con có cơ hội gì đó tới với tụi con ha. Dạ dạ dạ.